Tin thế giới, ngày 31 tháng 10, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cảnh báo sẽ đáp trả không thể tưởng tượng nhắm vào Israel sau các đợt không kích vào lãnh thổ Iran vào cuối tuần qua. Tướng Hossein Salami, tư lệnh IRGC nói không mong muốn chiến tranh nhưng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc và quốc gia, đồng thời tuyên bố Iran có cách đáp trả phù hợp với hành động của Israel. Họ nghĩ rằng có thể thay đổi sự thống trị của một cường quốc Hồi giáo bằng một vài tên lửa. Họ đã phạm sai lầm và sẽ phải gánh chịu hậu quả là đòn đáp trả không thể tưởng tượng được. Tuyên bố của ông Salami được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Iran sẽ đáp trả Israel sau các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của Iran hôm 26 tháng 10. Trang tin Axios của Mỹ dẫn hai nguồn thảo tin Israel cho biết Iran đang chuẩn bị tung đòn đáp trả Israel từ lãnh thổ Iraq và có thể tập kích trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, hãng tin CNN trích lời một quan chức Israel rằng nước này đã ở trong trạng thái sẵn sàng cao trước khả năng tấn công đáp trả của Iran, nhưng vẫn đang đánh giá quá trình ra quyết định tại Iran để xác định xem liệu Tehran có trả đũa hay không, nếu có thì khi nào sẽ diễn ra.